Thưa quý vị, những biện pháp làm dịu thị trường địa ốc tại Singapore vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến khi thị trường ổn định và phát triển bền vững hơn. Thời gian qua, giá nhà riêng lẻ đã giảm 0,9% trong quý 2 và tiếp tục sụp giảm trong tháng 7, trở thành chuỗi giảm giá dài nhất kể từ 13 năm qua. Bộ Phát triển Quốc gia Singapore nhận định thị trường bất động sản hiện đã giảm nhiệt rất nhiều. Việc điều chỉnh giá trong phân khúc nhà riêng lẻ là điều tất yếu, nhưng giá bất động sản thuộc các phân khúc khác cũng cần được điều chỉnh Bộ này cũng khẳng định các biện pháp làm nguội thị trường sẽ được gỡ bỏ, nhưng phải vào thời điểm thích hợp. Thời điểm đó là khi thị trường vận hành ổn định hơn, bình vững hơn. Môi trường bên ngoài cũng có tác động đến kinh tế và thị trường địa ốc Singapore. Yếu tố quan trọng nhất là lãi suất. Các ngân hàng trung ương trên thế giới đều đang tính đến việc bình thường hóa lãi suất về dài hạn. Tuy nhiên, tiến trình này sẽ mất khá nhiều thời gian. Tháng trước, Giám đốc Kho bạc Singapore đã đề cập đến việc gỡ bỏ các biện pháp kiểm soát thị trường địa ốc trong bối cảnh giá nhà đã giảm đáng kể so với giai đoạn đỉnh điểm vào năm 2013. Trong khi đó, một số ý kiến e ngại tình trạng dư nguồn cung nhà ở thì chính phủ Singapore vẫn đang nỗ lực đưa giá nhà trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người dân.